Năm sự thật về tử vi tháng 2 âm lịch mà tuổi Kỷ Hợi 1959 chưa biết, được vật độ hết khổ, đổi đời cực giàu có, sung sướng nhất họ. Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay. Cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm. Cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Vâng, thưa cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, đã bao giờ quý cô bác tự hỏi rằng tại sao có rất nhiều người hiền lành chăm chỉ, chịu thương chịu khó lại phải chịu vất vả khó nhọc cả đời, làm mãi mà vẫn chẳng đủ ăn, càng ngày chỉ càng thấy nhiều khoản nợ nần. Trong khi đó có những người sinh ra đã ngập trong giàu có những người chỉ an nhàn mà tiền bạc vẫn phủ phê chật két, sống sung sướng, thảnh thơi, chẳng cần phải lo nghĩ một điều gì cả. Khi nghe luật nhân quả và luận giải lá số tử vi cuộc đời cho 12 con giáp, thầy tử vi học Phương Đông có nói rằng, những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ bởi có làm mà chẳng thấy có ăn, thì hãy tin rằng ông trời sẽ không để cho những người thực sự cần cù chăm chỉ phải chịu thiệt thòi được đâu. Và mừng một cái là tháng 2 âm lịch tới, mọi điều sẽ khác đối với bản mệnh Kỷ Hợi. Cái vận của Kỷ Hợi sẽ thay đổi theo cái cách mà Kỷ Hợi tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ. Từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn, đến khi về già, tuổi Kỷ Hợi sẽ có cuộc sống tiền của đầy đủ, nhà rộng xe sang không thiếu, viên mãn sung túc, thập toàn thập mỹ. Vậy để biết được vận trình cụ thể trong tháng 2 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý cô bác cùng theo dõi và chiêm nghiệm giải luận chi tiết ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, tính đến năm 2024 thì cô bác cũng đến tuổi 66 rồi phải không ạ? Xem tử vi chọn đời thấy rằng, theo quan niệm dân gian, thì người tuổi Kỷ Hợi là người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhạy tháo vát. Người tuổi này dễ ăn uống, không kén chọn và có cơ thể khỏe mạnh. Tính cách của người tuổi Kỷ Hợi luôn ôn hòa lương thiện, có khả năng thương mại nên dễ làm giàu, no đủ và an nhàn vào tuổi trung niên. Người Kỷ Hợi chất phác, không mầu mè khoa trương, song đôi khi lại có những kiến giải vô cùng độc đáo. Đặc biệt Kỷ Hợi khiến cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận với Kỷ Hợi, không bao giờ bắt ép ai phải làm một việc gì mà người đó không thích. Kỷ Hợi sẵn sàng khoan dung độ lượng trước những lỗi lầm của người khác, tuy nhiên khi bị ép quá mức không chịu nổi thì Kỷ Hợi cũng sẽ nổi giận và tranh đấu quyết liệt tới cùng, nhưng khi xong việc thì Kỷ Hợi lại chẳng bao giờ để bụng ai. Người tuổi Kỷ Hợi không thích mê hoặc những người khác, chẳng giỏi lôi cuốn mọi người, cũng không nói năng ngọt ngào được, mà họ mang trong mình đặc điểm riêng không thể nhầm lẫn được, đó chính là sự chân thật. Mỗi khi làm việc gì, Kỷ Hợi đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ vụ lợi cho bản thân. Những người Kỷ Hợi dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc Kỷ Hợi bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà chân thành giúp tuổi Kỷ Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người tuổi Kỷ Hợi không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo phô trương, ngược lại Kỷ Hợi lúc nào cũng khiêm tốn rụt rè. Bình thường, Kỷ Hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác, nhưng nếu khi vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi, và tuổi Kỷ Hợi sẽ không thù hận để bụng bất cứ điều gì. Tuổi Kỷ Hợi có khá nhiều hay đẹp trên bước đường công danh và sự nghiệp, cuộc sống có nhiều hay đẹp về vấn đề tình duyên cũng như về danh phận sau này. Tiền vận có một vài đau khổ, trung vận và hậu vận mới được an nhàn. Tuổi Kỷ Hợi hưởng thọ trung bình từ khoảng 72 đến 88 tuổi, nếu ăn ở san ác thì vẽ sĩ tạm kỳ, hiền hòa, phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỳ. Tuổi Kỷ Hợi trong cuộc đời có những năm khó khăn nhất định,
số phải nhờ gia đình, thân tộc trong việc làm ăn, phát triển công danh và sự nghiệp. Không có gia đình thì cuộc sống thường bị đảo lộn bất ngờ. Công danh chỉ vào ở khoảng trung bình mà thôi. Về vấn đề sự nghiệp được vững chắc và có thể hoàn toàn thành đạt vào số tuổi từ 41 trở đi, tiền bạc được nhiều may mắn vào thời trung vận và hậu vận. Về tổng thể, người tuổi Kỷ Hợi có những suy nghĩ lạc quan tích cực. Chính vì vậy mà cuộc sống cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp trong năm 2024. Bản mệnh không còn phải lo toan quá nhiều về công việc, tiền bạc, con cái. Tuy nhiên, Kỷ Hợi nên hạn chế tính tình nóng nảy, không nên mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Trong gia đình thì hãy lắng nghe nửa kia hoặc con cái nhiều hơn. Khi tham gia giao thông, cần đề phòng tai nạn bất ngờ, gây tổn hao sức khỏe, phương diện tài lộc không có quá nhiều biến động. Hãy hạn chế tranh chấp để tránh mất tiền không đáng. Tử vi 12 con giáp tháng 2 âm lịch rơi vào khoảng thời gian từ mùng 10 tháng 3 năm 2024 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Thiên can địa chi là Đinh Mão, với Mão Mộc làm chủ ấn hai thiên can là Giáp và Đinh. Trong đó sau tiết khí kinh chập là 10 ngày Giáp và 20 ngày Đinh. Đặc trưng tháng là thiên sinh địa khắc, thế thời thay đổi, vận chuyển bất ngờ, xứng đáng để chúng ta đấu tranh. Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 tháng 2 năm 2024 âm lịch, thầy tử vi đánh giá vận khí của Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng này tăng khá mạnh. Kỷ Hợi được rất nhiều các tinh tề tiểu tương trợ, vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Nghênh đón cục diện tam hợp đế vượng, công việc trong tháng mới của Kỷ Hợi hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho Kỷ Hợi cả danh tiếng và tiền bạc. Bản mệnh càng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc nấy. Vị thế của Kỷ Hợi trong tập thể cũng ngày càng gia tăng, tất cả là nhờ uy tín mà Kỷ Hợi đã gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng 2, Kỷ Hợi nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác nhau của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Tình hình tài chính của tuổi Kỷ Hợi cũng nhiều điểm sáng rõ rệt, sẽ được hưởng lộc trời ban. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để Kỷ Hợi thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt khiến cho bản thân thua thiệt. Và Kỷ Hợi cũng phải chú ý tới sức khỏe của bản thân, trở nên cậy mạnh mà lao tâm khổ tứ, thậm chí đổ bệnh. Đời sống vật chất không phải quá trăn trở, Kỷ Hợi nên suy nghĩ tích cực lạc quan hơn về mọi việc. Để vận trình của cô bác Kỷ Hợi diễn ra suôn sẻ thuận lợi, hợp hung hóa cát biến dữ thành lành, đổi vận nhanh chóng, đổi đời giàu sang, tiền bạc đầy tay, thì việc nắm bắt được vận trình tử vi của mình là vô cùng quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Tài Lộc TV sẽ chia sẻ những nội dung chính sau. 1. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi tháng 2 âm lịch. 2. Tử vi sự nghiệp. 3. Tử vi tài lộc. 4. Tử vi sức khỏe. 5. Tử vi tình cảm và gia đạo. 6. Năm ngày đẹp nhất trong tháng 2 âm của tuổi Kỷ Hợi. 7. Tử vi chi tiết và cẩm nặng vương vượng vận theo 10 ngày trong tháng. 8. Lời nhắc cải mệnh. Đầu tiên, chúng ta xét tổng quan về tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Xét về địa chi, Hợi gặp Mão lâm cục diện tam hợp, báo hiệu vận quý nhân vượng. Công việc làm ăn nếu thay đổi hoặc mở mang thêm, ắt có người giúp đỡ. Tài lộc ngày càng dồi dào, làm ăn buôn bán được lộc. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp Đinh âm hỏa là thiên ấn, là cái sinh phủ tôi, đại diện cho quyền uy trong nghề nghiệp như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, những thành tích trong dịch vụ. Trong tháng 2 âm này, những gia chủ Kỷ Hợi 1959 nếu có cơ hội trong các lĩnh vực trên thì nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Xem tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, đây là tháng vận khí của người tuổi Kỷ Hợi tăng khá mạnh. Trong một tháng cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận, Kỷ Hợi được rất nhiều cát tinh tề tựu tương trợ, vận xuôi xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui.
cuộc sống ít nỗi lo toan, mưu sự cũng có quý nhân hậu thuẫn. Tuy nhiên, các mối quan hệ có thể xấu đi nhanh chóng chỉ vì cái tính nóng nảy của bản mệnh Kỷ Hợi. Do đó, Kỷ Hợi nên bao dung, giữ thái độ mềm mỏng, dĩ hòa vi quý hơn với mọi người. Hơn nữa, nếu không biết tiết chế cảm xúc, Kỷ Hợi còn tự gây hại cho sức khỏe của chính mình. Trong tháng 2 âm này, các gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần chú ý những ngày sau. Ngày 9 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức ngày 18 tháng 3 năm 2024 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Ngày 21 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức ngày 30 tháng 3 năm 2024 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Tử vi sự nghiệp, công việc của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 2 âm lịch. Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 tháng 2 năm 2024 âm lịch về đường công danh sự nghiệp nhận thấy rằng, đa số người tuổi Kỷ Hợi này đều đã về hưu nên có thể an tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình, không còn phải lo nghĩ về vòng xoáy lợi danh nữa. Việc làm ăn kinh doanh có thể thay đổi mở mang ở mức vừa phải, sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Với những người đang đi làm, nhờ gặp được cả tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm đất đế vượng nên rất có lợi cho sự phát triển công việc của người tuổi này. Vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Cát ký trong tháng còn giúp khai thông rất nhiều những dự án trì trệ, bế tắc, tưởng như đi vào ngõ cụt trước đó của Kỷ Hợi. Việc lớn, việc nhỏ đều đạt kết quả ưng ý. Bản mệnh Kỷ Hợi gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của Kỷ Hợi cũng tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, Kỷ Hợi cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc nấy. Đặc biệt, trong tháng 2 âm này, tinh thần làm việc của người tuổi Kỷ Hợi này được củng cố hơn trước với lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, với kinh nghiệm từng trải phong phú, nên đi đâu, làm gì, Kỷ Hợi cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhận trọng trách lớn lao. Nếu được trao cơ hội, hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân có. Hơn thế nữa, tháng 2 này, vị thế của Kỷ Hợi trong tập thể cũng ngày càng gia tăng. Tất cả là nhờ uy tín mà Kỷ Hợi đã gây dựng từ trước đây nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới cho Kỷ Hợi nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác nhau của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo xuất hiện quý nhân giúp sức nhiều. Kỷ Hợi có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Giai đoạn này, áp lực công việc của Kỷ Hợi giảm đi trông thấy. Chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã định, tận tâm tận lực làm việc là không khó để chạm tay vào thành công. Tuy nhiên, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bản thân Kỷ Hợi. Kỷ Hợi vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu sẽ rước họa vào thân. Để được sống yên bình thì bản mệnh Kỷ Hợi nên hạn chế tính tình nóng nảy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh, luôn tâm niệm dĩ hòa vi quý để giữ gìn các mối quan hệ. Tử vi tài lộc tuổi Kỷ Hợi tháng 2 âm lịch. Tính toán tử vi hàng tháng của 12 con giáp nhận thấy rằng, cùng với công việc thăng hoa là tiền bạc dồi dào, tài chính khởi sắc, tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch nhận thấy, tài vận của tuổi Kỷ Hợi cũng nhiều điểm sáng rõ rệt, sẽ được hưởng lộc trời ban. Được cùng diện Mão Hợi bán hợp trợ lực, lại là tháng đế vượng, cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của tuổi Kỷ Hợi này sáng nhất trong năm Giáp Thìn. Thu nhập của Kỷ Hợi ngày càng gia tăng, buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều. Với những người làm văn phòng, làm công ăn lương, làm thuê, có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của mình,
tỷ lệ được lãnh đạo chấp nhận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng. Đã đến lúc Kỷ Hợi để giá trị bản thân mình lên tầm cao mới. Tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động là lúc Kỷ Hợi mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. May mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để Kỷ Hợi thực hiện những dự định của mình. Tuy nhiên, thầy Tử Vi cũng nhắc nhở rằng làm gì Kỷ Hợi cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng, làm khiến cho bản thân thua thiệt, thậm chí rơi vào cảnh lao lý. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng có điềm báo hao tiền tán bạc do kiếp tài nhập cục, vậy nên Kỷ Hợi phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận, hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm nhé. Đặc biệt, tháng 2 âm này có điềm báo còn có nguy cơ bị lừa gạt dẫn tới trắng tay, do đó Kỷ Hợi nên cẩn trọng trong việc đầu tư và mua sắm, chớ nên đi theo người mà mình không thực sự hiểu rõ. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, Kỷ Hợi có thể tận hưởng một cuộc sống khá đủ đầy sung túc, không cần lo lắng chi tiêu. Đa số bản mệnh sống nhờ vào các khoản tích góp từ những năm tháng trước đó, cũng như nhận được tiền con cái kính biếu. Tử vi sức khỏe tuổi Kỷ Hợi tháng 2 âm lịch. Xem tuổi Kỷ Hợi tử vi của tháng 2 năm 2024 âm lịch về phương diện sức khỏe, nhận thấy rằng vấn đề sức khỏe của tín chủ có phần sa sút trong tháng 2 âm lịch này. Do đã bắt đầu có tuổi, bản mệnh khó đạt trạng thái sung sức như thời còn trẻ, nên chú ý chăm sóc và điều dưỡng cơ thể phù hợp hơn. Đặc biệt Kỷ Hợi cần đề phòng các bệnh về gan và thận, đi đứng cẩn thận, kẻo bị té ngã gây tổn thương tứ chi hoặc nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng. Tử vi tình cảm gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi tháng 2 âm lịch. Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 tháng 2 năm 2024 âm lịch về phương diện tình duyên, gia đạo êm ấm, các thành viên luôn đoàn kết và hòa thuận trên dưới là niềm hạnh phúc tinh thần lớn lao với Kỷ Hợi. Đôi khi khoảng cách thế hệ cũng có thể tạo ra những mâu thuẫn quan điểm. Những lúc như vậy, bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con cái thay vì cứ luôn áp đặt chúng. Ngay sau đây, Tài Lộc TV sẽ chia sẻ tới quý bản mệnh 5 ngày cực tốt trong tháng 2 âm lịch để quý bản mệnh Kỷ Hợi chọn được những ngày đẹp nhất để thực hiện công việc quan trọng của mình, tín chủ nhé. 1. Ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, tức ngày thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2024 dương lịch, bát tự ngày Giáp Tuất tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn, nhằm ngày tốc hỷ tốt. Tốc hỷ, tốc có nghĩa là sự nhanh chóng, mau lẹ, bất ngờ, nó diễn ra một cách nhanh chóng mặt. Người ta vẫn thường nói tốc độ thần tốc, tốc chiến, tốc thắng, tốc hành, dục tốc bất đạt. Hỷ có nghĩa là niềm vui, hạnh phúc, tin mừng, giống như đám cưới hoặc nhận được tin thi cử thăng chức vậy. Hiểu một cách đầy đủ thì tốc hỷ là niềm vui, may mắn, thành công diễn ra một cách nhanh chóng bất ngờ. Trong các tài liệu về môn lục nhân độn có một bài thơ đoán về cung tốc hỷ như sau. Tốc hỷ vui vẻ đến ngày, cầu tài tưởng quẻ đặt bày nam phương. Mất của ta gấp tìm đường, thân mùi và ngọ tỏ tường hỏi han. Quan sự phúc đức chu toàn, bệnh hoạn thì được bình an lại lành, ruộng nhà lục xúc thanh hanh, người đi xa đã dấp danh tìm về. Theo ý nghĩa của bài thơ thì ngày tốc hỷ hay quẻ tốc hỷ khiến cho vui mừng may mắn đến nhanh chóng. Việc cầu tài buôn bán kinh doanh nếu đi về phương Nam sẽ thịnh vượng hành thông, bội thu về doanh số, tích ngọc dôi kim, tài vận hưng vượng. Việc mất mát của cải đồ vật thì có thể tìm lại được ngay, nên tìm kỹ ở phương vị chính nam, thiên tây nam sẽ sớm tìm lại được, hoặc đi về hai phương vị trên sẽ có người giúp đỡ, cung cấp thông tin để từ đó mà tìm thấy được đồ vật hay gia súc bị thất lạc. Công việc liên quan đến công danh, địa vị chức tước, phẩm chất sẽ có sự thăng tiến, được lên chức, cải thiện về lương bổng, chế độ đãi ngộ, danh và lộc đều phát lợi hoan hỉ. Khi hỏi về sức khỏe mà gặp khỏe này, người bệnh sẽ nhanh chóng bình phục khỏe mạnh trở lại. Những vấn đề khác như bất động sản, ruộng đất, nhà cửa
dinh thự, kho tàng cơ sở và việc chăn nuôi gia súc đều an toàn, vô cùng thuận lợi, có sự vận động, biến hóa theo chiều hướng tiến bộ tích cực, phát triển không ngừng. Trông chờ tin tức của người đi xa thì cặp quẻ này sẽ thấy người đó quay trở về trong một thời gian ngắn. Qua những thông tin trên, có thể thấy những người mới bắt tay vào làm ăn kinh doanh sẽ rất phù hợp để cầu tài lộc hoặc bắt đầu tay khai trương, ký kết hợp đồng trong ngày tốc hỷ. Bởi lẽ tinh thần khởi nghiệp nhiệt huyết, dũng cảm, cộng thêm tình hình tài chính có hạn, cần xoay vòng vốn nhanh chóng để tiếp tục vận hành, hoàn toàn phù hợp với tính chất vốn có của ngày cát lợi, có tính chất mau lẹ nhanh chóng này. Tuy nhiên, không phải cứ làm việc lớn trong ngày tốc hỷ thì cũng nhận được kết quả tốt lành. Điểm hạn chế nhất trong thời điểm trên chính là sự nhanh chóng mau lẹ của chúng. Niềm vui nhanh đến nhưng cũng nhanh tàn, do đó cần phải tiến hành mau chóng, tốt nhất là vào buổi sáng. Nếu kéo dài quá trưa hoặc đến chiều thì vượng khí cát lợi sẽ suy giảm, không còn mang lại may mắn nữa. Sao tốt Nguyệt Đức, Thiên Nguyệt lục hợp kim đường, sao xấu Nguyệt Sát, Nguyệt Hư, tứ kích thiên lao, nên cúng tế cầu phúc cầu tự, họp mặt đính hôn, ăn hỏi cưới gả, nhận người chuyển nhà kê giường giải trừ, động thổ đổ mái sửa kho, khai trương ký kết giao dịch, nạp tài an táng và cải táng, không nên xuất hành nhậm chức. Giờ đẹp, giờ dần từ 3 đến 5 giờ, giờ thìn từ 5 đến 7 giờ, giờ tỵ từ 9 đến 11 giờ, giờ thân từ 15 đến 17 giờ, giờ dậu từ 17 đến 19 giờ và giờ hợi từ 21 đến 23 giờ. 2. Ngày 6 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2024 dương lịch, bát tự ngày Mậu Dần tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn, nhằm ngày Thanh Long Hoàng Đạo tốt là ngày Thiên Dương, xuất hành tốt cầu tài được tài, mọi việc được như ý muốn. Trực bế nên lập kế hoạch xây dựng, tránh xây mới. Sao tốt Thiên Xá, Vương Nhật, Ngũ Phú, Phụ Hộ, Ngũ Hợp, Thanh Long. Sao xấu, Xu Hỏa, Huyết Chi, Quy Tị. Nên sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng và cải táng. Không nên cúng tế, cầu phúc, cầu tự, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ. Đi theo hướng Bắc để đón tài thần, hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Tây vì gặp hạt thần. Giờ đẹp giờ Tí 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. 3. Ngày 8 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 dương lịch, bát tự ngày Canh Thìn tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn là ngày Thiên Thương xuất hành, dễ cập cấp trên thì tuyệt vời. Cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi. Trực trừ dùng thuốc hay châm cứu đều tốt cho sức khỏe nhằm ngày tốc hỷ. Sao tốt Thiên Không, Thiên Ân, Thủ Nhật, Cát Kỳ. Sao xấu Nguyệt Hại, Thiên Hình. Nên xuất hành nhậm chức, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh. Không nên cầu phúc, cầu tự, họp mặt, nạp tài, mở kho, an táng, cải táng. Hướng xuất hành đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần, hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Tây vì gặp hạt thần. Giờ đẹp, giờ dần 3 đến 5 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ tỵ 9 đến 11 giờ, thân 15 đến 17 giờ, dậu 17 đến 19 giờ, hợi 21 đến 23 giờ. 4. Ngày 10 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2024 dương lịch, bát tự ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn, nhằm ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo tốt, thất tinh tạo tác tiến điền ngưu, nhi tôn đại đại cận quân hầu, phú quý vinh hoa thiên thượng chỉ, thọ như bành tổ nhập thiên thu, khai môn phóng thủy chiêu tài bạch, hòa hợp hôn nhân sinh quý nhi, mai táng nhược năng y thử nhật, môn đình hưng vượng phúc vô ưu. Trực bình nên dùng phương tiện để di chuyển, hợp với màu đen. Sao tốt Thiên Ân, Thời Đức, Dân Nhật, Kim Quỹ, Minh Vệ. Sao xấu Hà Khôi, Tử Thần, Thiên Lại, Chí Tử. Nên làm khởi công trong việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, chỗ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, di chuyển. Kiêng cữ sao thất đại kiết,
không có việc gì phải kiêng cữ. Ngoại lệ Sao Thất gặp ngày Dần, ngọ Tuất nói chung đều tốt, ngày ngọ đăng viên rất hiển đạt. Hướng xuất hành đi theo hướng Tây để đón Thái Thần, hướng Nam để đón Hỷ Thần, không nên xuất hành hướng Tây Bắc vì gặp Hạ Thần. Giờ đẹp, giờ Tí 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 đến 3 giờ, Mão 5 đến 7 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Thân 15 đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024 dương lịch, bát tự ngày Giáp Thân, tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn, nhằm ngày Đại An. Đại An mang ý nghĩa khai mở chu trình biến hóa của lục diệu, do đó ngày này mang đến khí lực, khí thế và cát lành. Vua chúa ngày xưa thường chọn Đại An để đặt tên cho kinh đô, chọn ngày và giờ Đại An để di rời thành trì. Truyền thuyết xưa có lưu truyền, khi vua Cao Tử muốn rời đô đến vùng đất khác, ngài đã hỏi vị thần Trương Lương về ngày tiến hành đại sự. Lưu Hầu sau khi xem xét đã chọn được Hàm Dương là nơi thuận lợi mọi bề, rời đô vào ngày Đại An. Sau khi tiến hành rời đô, Hàm Dương được đổi thành Trường An, triều đại Trường Tôn kéo dài 400 năm lịch sử. Ngày Đại An được xem là ngày cát diệu, mang ý nghĩa bình an, thịnh vượng và thành công. Dân gian ta nói về ngày Đại An chi tiết trong quẻ sau. Đại An sự việc cát xương, cầu tài hãy đến khôn phương mấy là. Mất của đem đi chưa xa, nếu xem ra sự cả nhà bình an. Hành nhân vẫn còn ở nguyên, bệnh hoạn sẽ được giảm khuyên an toàn. Tướng quân cởi giáp quy điền, ngẫm trong ý quẻ ta liền luận suy. Luận về công danh sự nghiệp đỗ đạt thăng tiến, thuận lợi được đề bạt. Luận về cầu tài chọn hướng Tây Nam sẽ thành được ý nguyện. Luận về gia sự, gia đạo, bình an, hòa thuận. Luận về sức khỏe, người bệnh mau lành, sức khỏe hồi phục. Luận về tin tức tốt lành, người xa thành công vinh hiển. Ngày Đại An là một trong 6 ngày tốt nhất của hệ thống lục diệu. Đại ý chỉ to lớn, vĩ đại và vững mạnh. An trong Đại An, ý nói đến sự bình an, an toàn, được bề trên che chở giúp đỡ. Tiến hành đại sự trong ngày Đại An thì gặp nhiều cát lợi, mọi việc thuận buồm xuôi gió, đại sự dễ thành. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Sao Tốt, Nguyệt Đức, Thiên Mã, Yến An, Giải Thần, Trừ Thần, Minh Phệ, Sao Xấu, Kiếp Sát, Tiểu Hao, Ngũ Ly, Bạch Hổ. Hướng xuất hành đi theo hướng Đông Nam để đón Thái Thần, hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần. Không nên xuất hành hướng Tây Bắc vì gặp Hạc Thần. Giờ đẹp là Tí 23 đến 1 giờ, Sửu 1 đến 3 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Tị 9 đến 11, Mùi 13 đến 15 và Tuất từ 19 đến 21 giờ. Và bây giờ là tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận theo 10 ngày của người tuổi Kỷ Hợi 1959 trong tháng 2 âm lịch. 10 ngày đầu tháng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 âm lịch. 10 ngày đầu tháng 2 này ẩn chứa những cơ hội mới trong công việc và phát triển tài chính dành cho tuổi Kỷ Hợi. Thời gian qua, Kỷ Hợi đã rất nỗ lực để nâng cấp bản thân, nâng cao trình độ và chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Vì thế mà thời gian tới, Kỷ Hợi sẽ được cất nhắc cho những vai trò và nhiệm vụ cao hơn tại môi trường làm việc. Suốt cả 10 ngày đầu tháng 2 này, tuổi Kỷ Hợi phải trải qua không ít những thăng trầm. Vì thế nên tận dụng niềm vui mà thực thần mang tới cho bản mệnh vào những ngày đầu tháng này nhé. Sau đó chỉ cần tùy cơ ứng biến, không nên chống lại mà nên nhạy bén linh hoạt theo hoàn cảnh. Các con giáp tuổi Kỷ Hợi biết cách làm mới tình cảm, hai người nhờ thế mà được sống lại tình cảm, cảm giác vui vẻ như lúc thời trẻ mới yêu. Để tránh đi sự nhàm chán, Kỷ Hợi rất sáng tạo trong cách thể hiện tình cảm của mình. Quý nhân là Thìn Mão, tiểu nhân nên tránh là Tị và Tuất. Màu sắc đem lại may mắn là màu hồng và màu vàng. Con số may mắn là các số 83, 01 và 47. Tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 đến ngày 20 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi ngày càng suôn sẻ cũng là nhờ nỗ lực không hề nhỏ của Kỷ Hợi suốt thời gian qua. Trong tất cả việc gì, Kỷ Hợi cũng chăm chút từng vấn đề nhỏ, vì Kỷ Hợi tin rằng đó là cách để mọi thứ trong cuộc sống của mình tốt lên.
Khi nhiều việc trong đời sống tình cảm ngày càng đi xuống, tuổi Kỷ Hợi nên soi xét lại, Kỷ Hợi chẳng thể nào mà luôn một mình cáng đáng, chịu đựng mọi việc. Đã đến lúc Kỷ Hợi nhờ người ấy giúp một tay, đừng vì ngại mà không nói ra mong muốn của chính mình. May mắn gõ cửa nhà Kỷ Hợi vào thời điểm này với sự che chở của chính tài, nhưng mọi việc cũng sẽ trở nên khó khăn hơn những gì Kỷ Hợi có thể nghĩ tới. Lúc đó hãy bình tĩnh để nhìn nhận ra vấn đề, từng bước một tháo gỡ khó khăn Kỷ Hợi nhé. Nhờ thiên đức ghé thăm nên tuổi Kỷ Hợi 10 ngày giữa tháng mới có cơ hội tốt để có thể phát tài phát lộc. Hãy tìm cách nắm bắt một cách nhanh chóng vì cơ hội qua đi cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí đó có thể là khoản tiền để Kỷ Hợi có thể trang trải cuộc sống nửa năm tới thế nhé. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân là Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn vàng đỏ, con số may mắn là các số 55, 39 và 17. Tử vi 10 ngày cuối tháng từ ngày 21 đến hết tháng. Tuổi Kỷ Hợi 10 ngày cuối tháng 2 này có nhiều niềm vui, có thêm động lực để bứt phá. Đã đến lúc Kỷ Hợi khởi động dự án mơ ước của bản thân, ngay cả khi không có gì xảy ra trong tương lai gần, Kỷ Hợi cũng đừng nản lòng. Đào hoa ghé thăm, con giáp tuổi Kỷ Hợi độc thân, hỗ trợ có thể có được những cuộc hẹn hò như ý. Khó khăn lúc này ở việc chọn lựa ai mà thôi. Những cặp vợ chồng thời gian này cũng có thể hóa giải những căng thẳng trong cuộc sống hôn nhân để có tình cảm hài hòa hơn. Lời khuyên cho bản mệnh Kỷ Hợi trong thời gian này là tập trung để cải thiện cuộc sống. Lối sống cũ khiến cho Kỷ Hợi không có được những thứ mình muốn, thì ngay lúc này Kỷ Hợi cần thay đổi để trở nên văn minh và lịch sự hơn. Ảnh hưởng của đại hao nên Kỷ Hợi cũng có xu hướng mua sắm quá tay, chỉ về tín chủ không lên kế hoạch trước, thậm chí bản mệnh còn sử dụng một phần tiền tiết kiệm. Hãy dừng ngay việc này lại và thay vì tập trung tiền tiêu thì nên nghĩ cách làm ra tiền. Quý nhân là Tuất và Mùi, tiểu nhân là Sửu, Mão, màu sắc may mắn nâu và trắng, con số may mắn là 3 số 27, 78 và 60. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong tháng 2 âm lịch. Thưa cô bác Kỷ Hợi, Đức Phật xác nhận rất rõ về con người và vai trò của con người ở trên đời. Ngài dạy, người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp ở đây là hành động có chủ ý. Con người là chủ nhân của nghiệp, nghĩa là con người làm chủ các hành vi của mình, là kẻ thừa tự của nghiệp, tức con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Như vậy, Đức Phật quan niệm, con người là sinh vật hành động và Ngài đánh giá cao hành động của con người, xem hành động là yếu tố quyết định vận mệnh của con người. Nói khác đi, con người phải chịu trách nhiệm về số phận của chính mình. Số phận ấy tốt hay xấu đều tùy thuộc vào nghiệp hay hành động của con người. Bước tiếp theo, Đức Phật xác định rõ về ba loại nghiệp hay hành động gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, trong đó ý nghiệp đóng vai trò quan trọng, và về hai phương diện thiện ác của nghiệp nhằm chỉ rõ thiện nghiệp đưa đến hạnh phúc an lạc, trong khi ác nghiệp mang bất hạnh khổ đau đến cho con người. Cuộc sống hiện đại có nhiều tiến bộ đáng mừng, nhưng cũng báo hiệu những triệu chứng đầy lo ngại. Sự giàu có vật chất đi đôi với tình trạng sụt giảm đạo đức và bạo động gia tăng. Sự tiến bộ kỹ thuật hiện đại gắn liền với tình trạng chiến tranh và khủng bố lan rộng. Sự hưởng thụ xa xỉ của con người đi đôi với tình trạng thế giới thiên nhiên thay đổi nhanh chóng, dẫn đến các hiểm họa, hạn hán, thiên tai, động đất xảy ra liên tục ở nhiều nơi. Tất cả là hậu quả của sự tăng trưởng các độc tố tham sân si ở trong con người và mỗi người mà nền văn minh hiện đại vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ lòng tham không đáy của con người đang dẫn thế giới loài người đến các hiểm họa khó lường. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa tìm thấy giải pháp nào khả dĩ để chế ngự và khắc phục. Giữa lúc con người đang vui mừng về thành quả văn minh vượt trội của mình, nhưng cũng đang bối rối lo lắng về hậu quả không sáng sủa của nền văn minh ấy và cố tìm cách khắc phục, thì những lời dạy của Đức Phật hiện rõ như kim chỉ nam cho con người về cuộc đời để vượt qua mọi khổ đau khủng hoảng. Ý thức rõ tham sân si là gốc rễ của mọi khủng hoảng khổ đau, người Phật tử chúng ta sống nếp sống thoát ly tham sân si, tức vừa xây dựng hạnh phúc an lạc cho chính mình, vừa góp phần tạo hạnh phúc an lạc cho cuộc đời. Chúng ta không cho rằng
Chỉ có con đường chúng ta theo là tuyệt đối đúng đắn, nhưng chúng ta có quyền tin tưởng và vui mừng về nếp sống ly tham, ly thân, ly si của chính mình, bởi đó chính là con đường mà Bậc Đạo Sư đã chỉ cho chúng ta, và bởi thông qua nếp sống ấy chúng ta hưởng được hạnh phúc an lạc. Chúng ta không tự mãn về nếp sống ấy, nhưng có thể tin tưởng mà nói rằng bớt tham một chút, đời bớt khổ cho đời, bớt sân một chút, bớt khổ cho đời, bớt mê một chút, bớt khổ cho đời. Và trước khi khép lại chương trình Tài Lộc TV, chúc quý vị khán thính giả sống bình an hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi sông tố chông gai trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, để may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông triệu điều như ý. Còn bây giờ, xin chào và hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.